ăn mà ngồi gần vậy nè không dám nhìn mặt nhau luôn. Rồi cũng không nói chung là run lắm, mà không có nhìn không gì chơi, chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Chết em ơi, hỏi sao vậy anh? Bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Bây giờ mình không có đường về, bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được. Chào. Lời nói đầu tiên thì giờ cho phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thận ạ. Và chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào con. Dạ. À, mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Con dạ. Làm nghề gì? Dạ, bình thường thì con kinh doanh sản xuất trà đồng nhỏ Kim Tiểu Long. Ồ, chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Trương, chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Và chú cháu mình đã gặp nhau, đúng dạ. không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu dạ, Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia. Hồi đó con cũng có học cô. Mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học khóa mấy? Con học K5. Ôi trời ơi, K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Con biết sao cô không nhớ con không? Sao? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên Tây Quốc Thảo dạ. đúng không? Đó. Dạ, rồi giờ học còn học bên bển không? Dạ không, con nghỉ 3 tháng hết tức tiền rồi. 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Mình có đi hát không vậy? Con chỉ làm MV trên YouTube thôi à. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Để con thử làm sao. Bắt đầu. Dạ. Thiên hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình, giặt cô dâu trông thật xinh đi theo anh về dinh, anh hứa không thay lòng yêu em như lúa yêu đông. Hay quá. Nhưng mà hơi cung nha thương. Anh tôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi, vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ, năm nay là con 27 tuổi. 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thận. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. À, năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Đã gặp là, nhau rồi. Ừ, nhưng dạ. mà vậy là con làm gì? Hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app livestream. Dạ. Giỏi vậy? Dạ. Ồ, thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ, lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Dạ. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó hay hơn. Cái lần mà gặp đó là vô tình là cái mùa đó là mùa dịch. Thì có một số anh em ca sĩ không có đi hát được. Thì mới đăng ký con làm trên cái app live stream đó. Vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con. Thì con mới đi vô trong xem chỉ like. Thì chỉ like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chỉ live stream thì con đi vô đó con coi cho idol của mình like như thế nào. Thì vô tình mới gặp cái anh này, ảnh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò thò gì đó. Con thì gắt mắt. Rồi lý la lý lắc. Thì ghét đúng không? Dạ lý ghét lắm. Mà mình thường thì không có thích chơi trẻ. Cứ vô tình vậy, cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ đúng rồi đó. Bây giờ mình xem có cái phần của này họ trao làm sao nè. Còn con sao, con gặp bạn này có ấn tượng như bạn không? Gặp á thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái thôi giờ kể. Sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chỉ giới thiệu là anh này, bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mới con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con coi sao thì thấy chụp hình, cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Nghĩ là mình trước chồng con trước mà. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp, nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không mà con không thích đi gặp ai hết trơn á. Chị idol đó là hỏi hẹn đi ăn chè. Thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa bị gạt gì đó. Với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu, nên thử gặp coi làm sao. Gặp xong rồi là tự động cái mình thích làm sao đó, không biết trong lòng của mình rất là rạo rực. là thích đó. Thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Cũng hỏi tuổi. Bạn này đã xác định từ đầu luôn là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Như là cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì?
Dạ, đi ăn ốc, ăn ốc. Hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy nè, không dám nhìn mặt nhau luôn. Rồi cũng không nói chung là run lắm mà không có nhìn, không gì hết trơn. Chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Qua ngày hôm sau, cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin. Nhắn tin cho con là ngủ đi uống cà phê. Cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hé để mình hóng gió. Tại vì nhà con ở quận 9, nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận. Thì mỗi đứa đi nửa đường, thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó, thì vô đó uống cà phê. Rồi xong uống cà phê xong, đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng. Rung, không biết sao rung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà rung dữ vậy. Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở cơ, bỏ cổ đó, xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi. Con mua thêm cái nón bảo hiểm 40 ngàn. Là tốn thêm 40 ngàn tiền cái nón bảo hiểm nữa. Con chở có qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm. Mà mới lúc đó mới có 8 giờ rưỡi à. Chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á, là nó chết em ơi. Hỏi sao vậy anh? Bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Bây giờ mình không có đường về. Bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được. Có đâu biết đâu, đó chỉ có trong nhà không à, có ít ra ngoài đường lắm. Con không biết là hầm đóng cửa giờ nào Cái người hồi con nói chết cha, mình nói vậy rồi ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào mình vô. Cái chạy qua bên mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao này cái hầm chạy qua được rồi. Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cũng tin, cái chạy qua bển cái ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nhanh. Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi cũng vô rồi. Cái kêu hoài cũng không vô. Dụ con thôi giờ mình về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng cậu mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng hết. Thôi về nhà. Về nhà xong cái bắt đầu cái vụ con. Mà lúc đó con diễn dữ lắm, con diễn cái nét mặt rất là tội nghiệp để cho cậu thương hại. Đó, rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp. Cái nó anh ở đây đợi em đi. Lên chợ anh dọn nhà cho anh á. Dọn chó, dọn đồ gì ôi tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi nó mắc còn đợi nửa tiếng đồng hồ như này. Nó cũng gán đợi. Vì gái mà. Chắc chắn là mình có lời rồi đúng ngon không? Ngon rồi, mình ngon rồi, không sao rồi, đợi xíu cũng không sao. Thì kể đi. Trời ơi, tới chuyện, tới khúc nóng bỏng cái đâu cái nhường cho vợ kể. Không có ý định là sẽ quen cái anh này. Nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu, chưa gì hết trơn. Mà đi như vậy rồi, không biết có sao không, rồi suy nghĩ cũng đắn đo. Mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực, cái ổ của mình cho người ta đi về. Về tới chung cư rồi, cái bước xuống xe, cái anh hỏi thiệt á hả? Về thiệt á hả? Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn. Diễn quá diễn làm 3 tháng mà làm. Mình không biết sao tự nhiên, không biết sao. Thấy thương. Dạ, xong rồi kêu vậy thôi, đứng ở dưới này chờ em xíu. Rồi đó, đêm đó là đêm định mệnh. Nửa đêm có ngồi, có nằm, có khóc. Mình lạ chỗ mình ngủ không được. Lạ chỗ ngủ không được, cái đầu lấy chân lấy đồ đá vô giường cớp vậy đó. Cái cổ tưởng rồi ăn quả xong rồi hiểu không, là dạng như là chuẩn bị qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó. Là nằm đương nhiên khóc, hỏi làm gì khóc, nó sợ bỏ. Nó trời ơi có đâu mà kia nọ gì đó, ăn ủi cổ đi cho cô dịu xuống một cái. Lúc đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa, rồi về sáng rồi không biết sao đây. Rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi, coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn, mình hãy tin vào điều đó đi, và coi như là đánh cược tin tưởng đi, hạnh phúc là có thì hay quá. Rồi cuối cùng là hai đứa chấp nhận là quen nhau, và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long, về xong rồi là mua bịch hủ tiếu xách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên con cho con ăn đó. Rồi ngày lúc nào đó con rất là hạnh phúc, bởi dạ, vì con thấy rằng là mình lựa chọn đúng. Dạ. Chung là hai tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình luôn. Dạ. Đúng chủ đề của lớp luôn đó. Tình yêu là lựa chọn. Chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô. 2 năm sau một thời gian về ở chung với nhau đó, là thành chồng thành vợ với nhau. Vậy gì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Làm gì có Dạ, đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi Một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó. Đừng dạ. Không cần phải thay đổi cái gì hết. Dạ. Đúng không? Nói luôn đi. Bây giờ trước hết là kể về tật xấu của cổ đi. Có cái tật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Ngủ ghét tới cổ họng con vậy đó. Mà phải ghét mới được. Mà không có con thì ngủ không được.
không gác một chỗ nào khác, chỉ có gác cổ họng gác lên tới cái cổ á, có nghĩa là gác tới mức độ đó đó. Ê vậy có khi nào bả ghiền cái mùi chân đúng không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân, có nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác ngang. Tại vì sao? Tại vì không phải, tại vì là nó thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi. Nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó, nên là không thể thiếu được. Con nằm mơ luôn, tính nào ai bóp cổ còn không mà giật mình dậy thấy cái giỏ để này nè. Vậy con có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Thì con chỉ mong mà vợ con là bớt bướng lại, nóng tính quá. Đó thì nó cũng có hai cái cần phải thay đổi đó con. Muốn làm gì là làm, thách thách là làm, thách là làm. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Nè con có muốn nói gì với vợ con không? Đó. Thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua là chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người. Đó. Thương quá. Thì con cũng có đôi lời muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có, thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ, và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thùng một cái nữa đi. Trời ơi, cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình lớp có lựa chọn là hạnh phúc. Cái bữa đó lần thứ nhì á mà nếu mà tụi con lựa là đi qua cầu để đi về, đứa nào về nhà đứa nấy là coi như xong là rồi. Xong rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Ở trong nhà nó ấm cúng hơn ha. Chứ ở khách sạn nhiều khi cũng xong rồi tự nhiên thấy mình cũng sao sao á, lạc lõng. Nhưng mà ở nhà tự nhiên thấy nó khác đi. Nói chung là hai đứa đã tìm được đúng người. Đây là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là do các con đều lựa chọn. Dạ đúng rồi. Xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình. Cảm ơn hai đứa. Cảm ơn cô. Dạ không thích, tại vì ổng cặp tóc với người đen đen. Bây giờ vẫn đen. Dạ. Rồi còn Phát thì lúc đó con có ấn tượng gì về Quyên không? Dạ lúc đó con cũng vậy, con cũng ghét dữ lắm. Cái lúc mà con chở vợ về là lúc đó là nhà con đang xây. Về là xong không có nói gì con luôn. Một nước một đi vô tắm rửa xong đi ngủ luôn. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Hữu Phát, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con 28 tuổi, công việc của con là lái xe. Mình lái xe nhà mình hay là... Dạ con lái xe cho sếp nước ngoài. Rồi mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Dạ chào khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hồ Thị Ngọc Huyên, con 27 tuổi. Con sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ con là nhân viên bán hàng. Bán hàng cho người ta hay bán hàng cho... Dạ con bán hàng y tế cho người ta. Dạ Hai đứa biết nhau từ khi nào? Dạ tụi con gặp nhau lúc mà tụi con đi chơi ở Phan Thiết. Cách đây bao lâu rồi con? Cách đây 3 năm. Lúc đó con là tài xế, tìm dịch vụ thuê xe để đi. Tìm nhiều rồi mà không có, bắt đầu mới nhớ tới con. Vì dịp đó con mới có dịp đi với lại Quyên. Con biết anh Phát khoảng 2015 rồi. Lúc đó anh Phát cũng là một cái người nhân viên giao hàng, còn con là bán hàng. Thì bên shop của con cũng có hay gửi đồ cho anh Phát. Ảnh hay tới rồi lấy hàng rồi đi thôi. Thời gian thì biết ảnh chỉ vậy. Nhưng mà cái lúc đó con có ấn tượng gì về Phát không? Dạ không thích, tại vì ổng cặp tóc với người đen đen. Bây giờ vẫn đen. Dạ. Rồi còn Phát thì lúc đó con có ấn tượng gì về Quyên không? Dạ lúc đó con cũng vậy, con cũng ghét dữ lắm. Ổng ưa luôn. Tại vì nó trắng đúng không? Dạ. Tại vì lúc nào cũng làm con bị chửi hết á. Bên đây mà muốn bên con qua lấy hàng là phải lên trên hệ thống. Mà mỗi lần lên trên hệ thống á, điều phối kêu con đi qua lấy hàng. Mà lần nào con qua cũng không bao giờ có hàng hết á. Thành ra có bữa con cọc con mới nói là mới mốt mà không có hàng thì đừng có lên nữa. Đó, vậy từ đó cái ghét luôn. Mà đâu phải tại bả đâu. Tại đó, tại bên đây á. Tại cửa hàng không có hàng nên chưa có đóng kịp. Nói chung là vì cái vấn đề mà giao hàng không có hàng. Rồi nhỏ bị chửi, rồi thành ra là hai đứa ghét nhau. Cho đến một ngày mà chúng đi Phan Thiết thì bắt đầu chúng mới cảm ơn nhau. Đó, từ cái hôm đi Phan Thiết. Đi Phan Thiết nè, cái chuyện gì xảy ra? Chuyến đi đó cũng khoảng 3-4 ngày. Anh Phát bị sốt, tại vì lái xe liên tục mà. Ổng nóng, ổng sốt, ổng nằm có một chỗ rồi. Xong rồi mới nhờ mấy bé nó mua thuốc cho ổng uống.
mình cứ chăm ổng vậy thôi. Thì nếu mà ổng khỏe thì ổng sẽ chở tụi con về nhà. Nếu mà không có khỏe thì sao ai chở được. Mà sợ ông ai đưa về. Thì còn con sao, lúc mà con thấy bé Quyên nó chăm mình vậy là con có cảm động đó, không? Đó. Dạ lúc đó con cũng thấy bình thường. Lúc đó cũng có nói mà, tại vì khỏe đang chở thì tôi về đó chứ đâu có đập vậy được. Nói chung cũng vẫn có, chưa có ưa nhau đúng không? Dạ. Rồi vậy sau đó là chừng nào mới ưa nè? Nhà của con có đám giỗ dưới quê thì nhờ anh Phát về quê về chở về nữa dạ, dạ đúng rồi, lại chở về nữa. Nhà có làm việc gì thì anh Phát vào phụ, rồi khi mà nói chuyện với người lớn thì anh rất là lễ độ lễ phép với người lớn. Dạ thưa, con lại ấn tượng với những người như vậy. Lúc đó là con đã bắt đầu ưa bạn Nguyên chưa? Là bạn Nguyên ưa con rồi đó. Lúc đó thì con cũng có chút nhà có nói là khi nào mà giống như có dịp thì về chơi. Con ấy thấy là giống như là có tình cảm với lại mọi người, với lại Quyên. Trên đường đi rồi này kia về nhà con cũng có nói chuyện này kia với Quyên, bắt đầu từ từ tình cảm nó lại nảy sinh. Bắt đầu hai đứa chính thức là quen nhau rồi đi chơi với nhau á là ngày nào? Dạ cách đó chắc cũng cỡ một tháng nữa. Một tháng nữa Quyên có kêu con là bây giờ muốn đi là phải xin. Xin ai? Xin anh Hai. Với em ở trên này với anh Hai đúng không? Dạ thành ra cái lúc đó em cũng nói là anh cho tụi em đi, cái anh ok. Xong rồi từ đó tụi em mới đi chơi rồi này kia, ăn uống rồi bắt đầu ấy. Rồi bữa đầu tiên đi là đi đâu? Dạ lúc đó là đi Hộn Rùa vòng vòng rồi đi phố đi bộ, đi ăn bánh tráng rồi bò biếu uống nước mía rồi. Dạ. Đúng không? Đó, đến lúc nào thì con mới chính thức coi như là tỏ tình với cô ấy? Khoảng tuần sau. Có nắm tay nắm chân rồi tỏ tình rồi này kia nọ đau nụ hôn đầu tiên được không? Dạ có nắm tay. Nắm tay rồi nói. Nói sao? Anh thích em. Quyên trả lời sao? Lúc đó thì Phát có nói muốn gắn bó dài lâu. Con cũng có suy nghĩ nhưng mà con muốn là anh Phát phải chứng minh nhiều hơn. Chứ nói thì nó ai nói cũng được. Lúc đó thì chỉ là nắm tay thôi. Anh Phát thì nhiều khi cũng có muốn hôn con nhưng mà con né. Dạ con sợ. Rồi bao lâu mới cho nó hôn? Hôn đầu tiên của hai đứa là đợt con có mời anh Phát về quê chơi. Đó là Tết 2018. Đêm giao thừa hai đứa đi coi bắn pháo hoa. Thì... anh Phát hùng. Hùng đâu, hùng má, hùng môi. Dạ hùng má. Hùng là coi như chấp nhận yêu đương rồi. Cái lần đầu mà em về quê vợ lúc đó chưa phải là con rể đó, thì là em có ấn tượng gì về ba vợ mình không? Ba vợ em là nói chung là người nông dân chất phác. Tán đồng với hai đứa không? Dạ ba có nói với Quyên, hạnh phúc của Quyên là ba không có ép, nhưng mà Quyên chỉ cần chọn đúng người đó, cái gì là Quyên chịu. Ba cũng chỉ mong là Quyên hạnh phúc. Lúc mà con xuống dưới chơi á, hồi Tết á, sáng mùng 1 con có chúc Tết ba mẹ. Lúc đó ba có nói bây giờ mà vậy á là phải nói với lại ba mẹ con xuống để nói chuyện, chứ không là để hàng xóm người ta nói tới nó lui. Quê Quyên là ở đâu? Dạ con ở Bến Tre. Bến Tre. Còn con ở Bình Chánh. Cái lúc mà con chở vợ về là lúc đó là nhà con đang xây, về là xong không có nói gì con luôn. Một nước một đi vô tắm rửa xong đi ngủ luôn. Bác á mới kêu con qua bên phòng đây ngủ, mà tối bữa đó trời mưa dữ lắm, cửa không đóng, mà cái ngoài thì tàu lá dừa với sấm sét á, nó cứ sạc sấm sét đánh vậy đó. Ớn lắm. Con sợ ma con ngủ không được, mà con cũng dám thò tay ra ngoài, con kéo cái cửa lại nữa. Đó là cửa sổ hay cửa cái? Cái cửa một cái cánh. Cửa lùa đó, cửa lùa dạ. Con. Cửa lùa. Dạ. Cửa sổ. Ủa nhưng mà ông tài xế vì sao ông sợ ma là sao vậy? Con nhát cái vụ lắm. Chồng con sợ ma lắm. Chứ ông cũng sợ ma, ông nói ai ông Thuận. Đó trời ơi. Đó chị. Ông Quyền Linh kìa sợ ma chúa luôn. Ông tới bây giờ ông vẫn còn sợ luôn. Ông Quyền Linh là nổi tiếng rồi. Mà ông đi quay mà quay ở tỉnh ở thành vậy đó mà ma ông vẫn sợ. Mà ngộ lắm em, hồi đó lúc mà cô về Bến Tre đó thì là cô lại không sợ ma dừa mà cô sợ ma tre, là sao kỳ vậy ta thiệt. Trời ơi, tre nó cứ kẹo kẹt chứ ma dừa mình lại không sợ. Những cái người mà sợ ma là không bao giờ gặp hết trơn á. Có mấy lần mà con ngủ là mẹ hay tối hay đi sợ cục kẹt mà lấy điện pin gọi này kia. Cứ đi phớt qua phớt lại con sợ. Cái sáng ngày con mới nói, cái mẹ mới nói là tối đi dọn đường pin đó. Mẹ đi đó. Hả? Mẹ vợ là mẹ của con á, mà tối giống như là chồng con với mẹ con hai người đi tốn tiền nhau vậy đó. Hả? Thấy chồng con vừa đi qua thì mẹ con lại đi lại. Cái hai người đâu có biết ai đâu. Cứ nghĩ là có cái bóng vừa đi thì chồng con rình núp. Sau mấy mẹ con vừa đi qua thì mẹ con lại thấy có người kia rình, cho mẹ con lại rình lại. Nghĩa là mẹ thì sợ là có một ma nào đó đi qua. Hai người sợ nhau á. Hai người đều tưởng là hai người là ma hết á. Anh hậu bây giờ là bớt sợ nhiều lắm luôn rồi, chứ trước là em biết đi quay phim đó. Cái thật thường đó là diễn viên được ở một cái phòng riêng. Em thì phải qua, em năn nỉ, em cho em vô em ngủ chung với tụi nó. Vô xin mấy ánh sáng ngủ chung tụi nó, xong nó không được. Nó sợ, nó tưởng anh BD. Có thiệt, 100% luôn á. Mà giờ em cũng đỡ rồi đúng không? Bớt rồi nha. Từ cái nụ hôn đó cho đến lúc các bạn lấy nhau, các bạn đám cưới nhau thì là bao lâu? 7-8 tháng. Dạ. Tháng 9 2019 là cưới. Cưới nhanh vậy hả? Dạ. Yêu rồi cho lãng mạn rồi đi chứ, cưới sớm làm chi?
Em nói đi em. Dạ bác sĩ biểu cưới. Đó tôi nghi rồi, nghi rồi đó. À, chứ còn hai đứa dự định là bao lâu mới cưới? Dạ tính là 3 năm. Dạ khoảng 2 đến 3 năm là sẽ cưới. Đã ổn định. Là nay em bé được Dạ em bé được 16 tháng rồi. Sao con trai gái cơ? Dạ bé trai. Mà cái sự cố mà để khiến cho bác sĩ không bảo cưới đó đó, khi nào? Dạ lúc ở dưới quê. Là đi về quê chơi đó. Dạ. Quê vợ hay quê chồng? Dạ quê vợ. Về quê vợ. Nhân ngày mình chia sẻ luôn đi em. Đó. À, lúc đó là cũng có hơi men. Thì là lúc ở nhà cũng đi công việc á. Ra có hai đứa con ở nhà thôi. Ra thì chuyện gì đến nó đến. Dạ. Là con lần đó thôi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Bắt phát bắt chúng luôn. Xỉn có hơi men. Ừ. Bị bác sĩ biểu cưới vậy là ba mẹ có biết không? Lúc đầu thì con rất là sợ. Con mua khoảng chừng là 10 hộp que để thử luôn. Mà con không có biết thử nên là nó không có đúng cái nào á. Xong rồi mấy chị ở bên y tế chỉ á, rồi con thử. Con biết là có em bé, xong rồi con báo với anh Phát. Anh Phát nói là có gì đâu, có em bé thì cưới thôi. Xong rồi con cũng giấu, con không dám nói với nhà. Con giấu khoảng là 10 ngày luôn. Anh Phát mới nói là nếu mà vậy thì cứ báo về nhà đi để sắp xếp. Con báo về thôi chứ con không dám về quê nữa. Tại vì thường là nửa tháng hoặc một tháng con mới về quê. Còn con báo như vậy, con sợ con về quê thì bị la. Nên là con chỉ gọi điện thoại con báo thôi. Ba mẹ biết rồi, ba mẹ nói sao? Mẹ thì có buồn, nhưng mà mẹ nghe có cháu. Tại vì nhà là cháu đầu tiên mà, nên mẹ rất là vui. Mẹ cứ hỏi, gọi điện thoại ăn được hay không, hay là có ngán hay không, mẹ gửi đồ ăn lên. Rồi còn bên nhà Phát thì sao? Quyên là người nói cho mẹ em biết. Phản ứng của mẹ sao? Mẹ nói là bây giờ nói với nhà, rồi bây giờ mình coi ngày mình sắp xếp. Mình phụ huynh mình cũng vậy thôi, bây giờ hai đứa nó yêu nhau thật lòng. Đúng rồi, phải lỡ có em bé rồi là phải cưới thôi chứ có vấn đề gì đâu hả con? Dạ. Lại đứa lấy nhau được mấy năm rồi? 2 năm mấy tháng ạ. Bây giờ tới phần khui thật xấu đó. Đó. Cái tính cọc cằn của ông đúng rồi. Dạ đúng rồi, chồng rất là cọc. Rồi khui luôn đi. Con về con mệt, con bày, con dọn đèn dẹp á, con hay nói. Thì chồng lại nạt lại là đừng có nói nhiều. Làm thì cứ làm đi, đừng có nói nhiều. Vì nói nhiều cũng không ai dọn đâu, có mình em dọn thôi. Nếu mà con nói nhiều nữa là chồng bắt đầu chồng quăng một cái gì đó. Không có đập đồ nhưng mà quăng. Ở gần nhà cái bên thì người ta nghe mà tính của con là ví dụ như chuyện gì trong gia đình á thì chỉ muốn hai vợ chồng biết thôi. Quăng đồ. Dạ chỉ mà. Quăng đồ thôi, quăng một cái gì đó nhưng mà phòng bên khác người ta sẽ nghe là người phải ta biết ờ. Dạ đúng rồi, nhà đó hai đứa đó nó như vậy đó, nó mới cưới nhau mà nó như vậy. Nạt thì con khóc, xong rồi chồng mới nói là lại đây anh thương là hết khóc. Lại đây anh. Xong rồi chồng cứ ôm mà dỗ dỗ nói là mốt không có được như vậy nha, mốt phải nghe lời anh nha. Tại vì con thì tính của con thì con bướng. Dù mà con biết con sai á nhưng mà nếu mà anh la gì con cứ làm tới à. Dạ. Nhẹ nhàng thì mình có thể mình thay dạ. đổi. Còn tầng 6 gì nữa? Ngủ. Ví dụ như đi làm về bình thường á là ngủ bình thường nha. Còn nếu mà đi làm mà có uống một chút rượu bia về á là coi như là bữa đó khỏi ngủ luôn. Ổng ngái. Dạ. Ngái dữ lắm. Ổng kêu á là nếu mà ổng ngái á thì lấy cái gì che cái mũi ổng lại. Không có nên nghe. Tắt thở đó. Hoặc là bóp mũi cũng được. Ông nói vậy đó. Không được. Cố em gắng nằm nghiêng. Ông nằm nghiêng cho ôm cái ôm vô là sẽ bớt liền. Một cái tật xấu nhất luôn là con muốn thay đổi á là ổng hay đánh rắm. Bùm. Dạ đúng rồi. Nhiều khi á cả nhà đang xem tivi vậy á là nghe có tiếng động là mạnh ai nấy đi hết, có mình ở trong nhà. Dạ. Cố tình hay là do cái thể chất? Dạ con nghĩ là vậy, do nhìn là nhìn được á. Dạ đúng rồi. Vậy sao thay đổi được cái cơ thể của mình nó vậy? Còn khi nào cố tình á thì là phải sửa. Nhưng mà ở nhà thì như vậy nha, còn nếu như mà ở những chỗ đông người á hoặc là đi chơi hoặc là như thế nào đó thì ảnh không có. Còn ở nhà thì có. Vậy là cố tình rồi đó. Cố tình tạo cái hiệu ứng tiếng vang á. Để vui vẻ. Cái đó là cái con mong muốn thay đổi luôn. Dạ, con muốn thay đổi. Cái đó thay đổi dễ lắm. Còn mỗi lần mình chuẩn bị là mình phải bỏ chạy. Không, nhiều khi con cũng dán kịp dữ lắm. Tới âm lượng nó nhỏ nhất á. Nhưng mà vậy cũng bị phát hiện. Cái người bỏ chạy đầu tiên là con với nhỏ bé em ở nhà. Ở nhà có em vợ nữa. Hai em vợ em chồng. Dạ, em vợ, bé cũng nhỏ. Thôi vậy mai mốt con cứ ráng chạy vô toilet đi, con khỏi kèm luôn. Có nhiều khi con đi vô toilet cái vợ con. Giờ tới con đó, Phát. Dạ nãy vợ con cũng có nói á, là vợ con thật hay cạp ràm, hay nói. Nói cũng phải làm, mà im cũng phải làm. Thì thôi gán làm đi chứ, nói lên chi. Nhưng mà con nghĩ là cái đó nói như là xả cái chết trong người ra. Cho chú cắt ngang chú dạ. Hỏi nè, con có phụ vợ để mà làm cái việc nhà hay không? Dạ có chứ, con có phụ. Tại vì khi con nói cái câu đó ra, chú lại thấy nó hơi nặng. Khi con đi làm về, con cũng mệt mỏi ngoài lắm. Thành ra cứ bước về, cái điều đầu tiên con nhìn vô mà con thấy vợ con cái mặt không vui, thành ra con cũng không vui nữa. Rồi một lát hồi cái con đặt cái đít con xuống con ngồi, rồi vợ con là nói này nói kia rồi nói thì bên lỗ tai mình nữa, mình lại càng khó chịu nữa. Thực ra không biết không, có những người phụ nữ họ có một cái cảm giác cái người chồng hoặc là những người xung quanh không ghi nhận cái điều mà họ làm, thành ra họ cố tình họ nói ra như vậy để mọi người ghi nhận. Nhưng mà theo cô nha, con nên làm theo kiểu như thế này, có nghĩa là khi mà mình đã xác định mình làm rồi,
ok thì mình cứ làm đi. Đến một lúc ví dụ như hai chồng vui vẻ này cái nọ đó, thì con nói với một tính cách giống như là: anh mai mốt á, tại vì em làm rất là mệt ABCD gì đó, thì có thể là anh về á, em sẽ không nói nữa, em không nhắc nữa, nhưng mà anh nhớ là anh nhớ phụ em với, tại vì em rất là mệt. Ừ. Tại vì anh mệt thì em cũng mệt, chứ không phải một mình anh mệt không. Nói vào một cái lúc nó đúng lúc thì cái hiệu quả nó sẽ rất là cao. Như nãy chồng con cũng có chia sẻ về đó, nhiều khi cái áp lực công việc ngoài nó quá nhiều, cái mình về thì đằng nào mình phải làm rồi, thì mình đang làm rồi thì người ta thấy mình làm chứ không phải là không. Thì về phía con cũng vậy, ví dụ sau này á, con về con thấy vợ con làm vậy, con chỉ cần nói một câu thôi: anh mệt quá, bà xã cứ làm đi, có gì chút xíu nữa hoặc cái nào bà xã thấy mệt rồi bà xã cứ để đi, chút xíu anh làm. Một lời nói nó không có mất mát cái gì, mà nó lại tạo cho vợ chồng có hạnh phúc hơn, yêu nhau hơn. Thì cô nghĩ là dạy gì mình không làm điều đó. Rồi bây giờ còn tật xấu nào nữa nè, là cái này mua sắm online được không? À, cái đó thì cô nghĩ là chắc có, coi cho nó kỹ cái nào mình mua về để mình xài, chứ mình đừng có mua về mà mình không xài được, chỉ nó phí thôi. Đúng, dạ. Cái đó là cô đồng ý luôn á. Dạ. Con thì hay săn hàng Shopee nhưng mà về nhận ra thì nó không có hoạt động cái máy. Dạ. Nhiều khi là mua xong rồi giấu con. Nói ra thì bị chửi, nên là thôi im lặng rồi mình bù tiền vào mình trả người ta. Rồi, như vậy là con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Con cũng không mong muốn gì, chỉ có những vấn đề nhỏ như nãy vậy thôi. Để vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Phùng Văn Sô, hôm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Con làm kinh doanh về bất động sản. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con buôn bán. Dạ, tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Dạ. Bữa nay là được, cũng là năm mấy rồi. Dạ, năm mấy. Gần 2 năm. Dạ. Đó. Vậy có em bé chưa? Dạ, tụi con có một bé năm nay được 13 tháng ạ. 13 tháng. Dạ. Cưới nhau được một năm mấy, có em bé được 13 tháng. Dạ, dạ. Vậy là cưới xong cái là dính bầu liền. Dạ, giờ con bầu 5 tháng nữa. Là bé rưỡi. Trời ơi, nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rồi mà không dám hỏi, sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Như vậy là bé đầu là bé dạ, bé gái. Bé gái. Dạ. Còn bé này là biết bé trai bé gái chưa? Dạ, thì hiện tại là bé gái. À, bé dạ, gái luôn. Dạ. Là hai gái. Dạ. Rồi thôi chúc mừng. Thôi dù đó. Nhưng mà nó nghe nào bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. À, hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, lần đầu tiên tụi con gặp rồi quen biết qua mạng á chú cô. Ừ. Dạ, là qua một cái app luôn. Cái app hẹn hò. Ồ. Dạ, nhưng mà con thì chơi cái app đó thì đâu có nghĩ là sẽ quen và lấy chồng đâu. Ừ. Cái lúc đó là con chỉ là tìm hiểu hiếu kỳ thôi, nên là con mới lên chơi vậy á, chứ con không có nghĩ. Và con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình trời ơi sao già chát không biết, mà nhìn già chát ha, tại vì không có ăn ảnh đó cô. Dạ, thấy già chát xong cái bắt đầu cái con thấy nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi, cái kết bạn đại. Nói chuyện thấy là vui vẻ, nói chuyện thấy cũng được á. Nhưng mà Sô sao lại là thích ngoài thích bạn này ra thì còn thích mấy cô nào ở trên app? Dạ, không? Trên app á, thực sự ra thì mình lên app mình cũng dùng cái từ của app gọi là match á, tức là bấm nút thích rất là nhiều, nhưng mà người ta thích lại mình thì không có phải là ai cũng thích lại mình, mà thời điểm đó thì cũng không có dự định là sẽ lấy vợ gì hết á. Tại vì cũng cứ bấm thích vậy thôi, sau đó thì hai người có trò chuyện qua lại. Nhưng mà thời điểm đó thì có một khoảng thời gian khoảng chừng một vài tuần con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này với vợ con nữa. Và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì lúc đó không tự nhiên không muốn tiếp tục đi theo những cái app nữa. Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Thế nó ảo quá đúng không con? Sau đó thì có những lúc buồn cái tự nhiên lại vào rồi lại kết bạn lại, rồi lấy gặp cái lại. Số điện thoại của vợ rồi kết bạn Zalo. Sau đó thì hai người nhắn tin qua lại qua Zalo. Thì cái lúc mà ảnh thoát app á, con có suy nghĩ, con có nghĩ rằng là ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành hơn? Không, con không có nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua app. Nên mà cái lúc mà tự nhiên ảnh biến mất vậy thì lúc con nghĩ cái gì trong con? Con nghĩ là ủa sao mình nói chuyện mà cũng đâu có làm gì phật lòng người ta đâu, sao tự nhiên quỷ kết bạn mình, cái con cũng khó hiểu.
cái con cũng thấy tiếc tiếc á, nhưng mà tại thấy nó chuyện vui á, cái con cũng thấy tiếc tiếc, nhưng mà con nghĩ ôi giờ người ta không muốn kết bạn mình thì thôi chứ biết sao giờ. Ừ. Cái thôi chịu thôi cô. Cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện của cô, con thấy lạ quá, con đâu nhận ra đâu. Cái nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại, tại con không thấy quen biết á nên con phải trả lời lại. Kết bạn thì kết bạn vậy thôi à. Cái sau này tự nhiên đổi hình nền, kiểu như con nghĩ cũng cái duyên á cô. Cái đổi hình nền cái con thấy à thì ra là ông nội này. Cái xong cái con mới nhắn tin lại, sao tự nhiên ông Quỷ kết bạn với tôi á. Tại vì lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu cô, cái thế là xin ông với tôi luôn. Tại vì con lớn ông tuổi dạ, mà. Dạ, con lớn đúng không? Tuổi. Dạ. Dạ. Sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần. Tuần hơn tuần gì đó. Ừ. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục. Mà thời gian đó vợ con đang làm công ty. Ừ. Thì hay đi K2, K3 rồi xong rồi buổi tối làm K3 rảnh. Mà lúc đó con còn đang làm ban ngày thì làm, xong ban đêm cũng làm nữa. Ừ. Nên cũng rảnh để đỡ buồn ngủ thì gọi video nói chuyện qua lại vậy đó. Ừ. Cái xong rồi thấy cũng hợp ý nhau. Cái lúc đó thời gian đó con làm ở dưới Long An á. Ừ. Thì sau đó thì hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa. Rồi cũng chạy về Biên Hòa gặp nhau. Thì cái ngày gặp đầu tiên á, tại vì thời gian đầu quen nhau qua app nên cũng sợ. Sợ tại thấy báo chí đều viết là những cái vụ quen nhau qua app cũng sợ. Cái có dẫn theo một đứa cháu theo, cháu trai theo để gặp cô này. Thì bữa đi hai người đi ăn bò bít tết, hẹn hò nhau đi ăn mà còn dẫn theo một cái con kỳ đà nữa. Xong rồi bữa đó gặp thì nói chung là cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương, lùn lùn một xíu thôi nhưng mà khúc nào ra khúc đó. có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ, ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Như là dạ. Chính vì cái điều đó dạ. Như là càng cái này là mãi sau này khi vợ con hỏi lại anh bữa đầu gặp em rồi anh nghĩ gì, cái nói thì anh nghĩ em đẻ sai rồi thôi. Sai trái dạ. Rồi là nhưng mà cô hỏi con nè, ảnh dạ. Thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử. Ừ. Còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình ơn? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Con đâu có đi chỗ khác mà. Đó. Không sợ vậy. Dạ. Có như ấn tượng lần đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ con thấy ngạc nhiên luôn. Tại vì thấy trẻ quá, trẻ hơn con nhiều luôn. Mà thấy đẹp trai nữa, cái mòi này hơi chết rồi. Tại như là chết chứ chị. Dạ. Cái lúc đó con cũng khớp lắm, tại vì con nhìn thấy bề ngoài chững chạc phong độ mà đẹp trai quá. Mà bình thường thì con gặp những bạn khác kiểu như là trong công ty á, có mấy bạn nam đồ hoặc là những người lớn hơn con á, thì con nói chuyện bình thường lắm, không có rung, không có gì hết á. Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay rung mà lúc đó con nói nhiều lắm. Rung mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Thường người ta rung người ta ú ớ, và ít nói, còn này rung là nói nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là hai đứa gặp nhau đều cảm mến nhau, đều đúng thích rồi. Nhau. Đều có ấn tượng tốt. Đúng bên rồi. Này là như là sai trái. Đúng rồi. Còn bên kia là đẹp trai phong độ. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó, đúng dạ, rồi. Dạ con thích nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á, tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình, với lại con xấu nữa nên là nghĩ là chắc người ta không chịu đâu. Tại nghĩ chứ bạn bè thôi à. Dạ. Nhưng mà sau đó về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó là hai đứa nói chung là con khoan đã, con vui không, và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ. Tại vì hả, nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình, chịu mình. Ông gặp mình lần cho ông bỏ luôn, ông bỏ chạy luôn chứ dễ gì đúng không? Dạ. Con nghĩ trong đầu dễ gì? Đúng không? Dạ. Rồi xong rồi, nhưng mà rồi con thì sao? Đó, sau khi con về. Đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, cứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp. Mà lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là đúng rồi quá xấu. Dạ. Tại tự vợ con tự ti dạ. Thôi cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Mà khúc nào ra dạ. Khúc đó đẹp đúng không? Mà nói chung là đẹp mà cứ là hợp nhãn, nói chung là hợp nhãn đó dạ. Đúng rồi. Cái thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp, hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Cái chiều hôm trước thì gặp nhau, xong rồi bữa sau con từ tại về quê xong là sẵn ghé thăm luôn.
về trên nhà thì gọi điện liên tục rồi đó. Cái bố mẹ cũng hỏi, ủa nay mày có bồ hay sao mà thấy mày gọi điện liên tục. Cái cũng không nói gì, cũng cứ tụm tỉm vô trong phòng rồi cầm điện thoại gọi hoài. Cái xong rồi chiều bữa đó mới hai đứa mới gọi cho nhau hỏi chứ em ơi chiều mai anh ngày mai anh xuống thì gặp nhau nha. Cái xong rồi vợ mới lúc đó mới nói chiều nay em bận rồi mẹ không cho vô nhà, mẹ không cho đi. Cái xong thì không. Dạ tại vì trời mưa với lại đó giờ con có đâu có dắt bạn về nhà đâu. Cái ai cũng nói sao lớn tuổi mà không chịu lấy chồng, cái con cười cười vậy thôi. Tại mà con cũng nghĩ con đâu có lấy chồng đâu. Nhưng mà lần này là có mối mà mối ngon nữa. Cái xong rồi cái xong lúc đó con mới nói giỡn là vậy không mẹ không cho ra ngoài thì thôi giờ anh vô nhà luôn được không? Cái nói tự nhiên nó đột xuất vậy. Cái xong vợ kêu thiệt hả? Cái rồi cái xong rồi cái vô luôn. Vô luôn mới gặp mẹ. Dạ gặp phụ huynh luôn, đó là gặp phụ huynh luôn. Gặp mẹ sao? Dạ thì gặp thì mẹ có mời cơm. Rồi ăn cơm với cả nhà rồi ngồi ăn cơm xong thì con cũng về, thì lúc đó cũng coi như bạn bè bình thường, chưa có gì hết á. Nhưng mà lúc con về rồi mẹ mẹ cũng mừng vui lắm á, tại vì nhiều người có hỏi là tại vì lớn rồi mà sao không hay có gia đình á. Dạ, cái xong cái lúc đó là đi cà ba mà nghe ông này vô thì lạc đặt dọn dẹp nhà cửa. Cái mẹ này tao đi cà ba thấy mày đi cà ba mà dọn dẹp nhà cửa là tao nghi rồi. Sao cái mẹ cũng mừng cũng vui, mẹ cứ cười tủm tỉm vậy á. Dạ. Rồi tiếp tục chuyện tình. Cái chuyện ấn định cái việc tiến tới của hai vợ chồng con là nó có hai việc. Việc đầu tiên là cái chuyến đi sau khi gặp bữa đó về là hai đứa vẫn cứ nói chuyện qua lại rất là nhiều. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa là công ty con tổ chức, thì con mới rủ cô này đi. Thì cô này nói là hả em đi là em phải xin nghỉ là thứ nhất, thứ hai phải xin mẹ, mẹ không cho đi qua đêm đâu. Cái với lại bây giờ em cũng không có tiền để đi. Cái con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi. Nói thôi anh lên, anh lên anh xin ba mẹ cho. Anh lên tận nơi anh xin phụ huynh cho đàng hoàng tử tế chứ không phải để em xin. Rồi chi phí đi anh lo hết. Với lại nhắn thêm với cô này một câu là đợt này anh đi anh mời bố theo nữa, nếu mà bố ưng á là xong phim em luôn á. Ủa là bố mời bố con hay là bố? Dạ, bố của con. Dạ. Hai bố con đi cùng. Dạ. Đó. Cái xong rồi là chuyến nó đi. Đi thì nói chung là đi bữa đó chuyến nó đi cũng rất là vui, đặc biệt là ý nghĩa hai đứa có thể tham gia cái chương trình cái chuyến từ thiện đó. Thì có cảm nhận về nhau về cái nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cách ứng xử với cộng đồng á. Như bố thì sao? Bố có ưng? Dạ bố thì cũng rất là vui, tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ, cũng cởi mở và mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói. Nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Thì bố chịu. Dạ bố ưng. Thì bố thì cũng ưng, bố cũng vui vẻ, bố không có gì hết. Nhưng mà đó là cái chuyến đi xa lần đầu tiên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà kẹt cái là có phụ huynh đi theo. Dạ nhưng thực sự ra là bữa đó cũng đi vô chùa không à. Cũng không, chủ yếu cái mục đích đi của chuyến đó là là để làm từ thiện và hai đứa nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cái nhận diện ra nhau. Dạ. Đó. Dạ. Rồi coi lần sau có chuyến đi nào đi riêng không? Mà của hai đứa. Dạ. Rồi cái nụ hôn đầu tiên đó, cái nụ hôn đầu đi. Tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn. Dạ, không, dạ không. Trong chùa không dám làm gì hết. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén sau, đi thoát sau khỏi đó, chùa. Dạ sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ chỗ gửi xe về nhà. Sau khi về thì nó mà rước rồi trả về đúng nơi đó ban đầu rồi, xong rồi đưa về nhà. Rồi lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn dạ cái gốc cây cái đầu đường. Bắt đầu cướp răng nhau. Dạ. Tại sao cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con đúng không? Dạ con hồi hộp, tim đập nhanh. Dạ lạnh người. Trời ơi mới hung mà con giống như con bị tụt huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con không có xỉu. Tại vì con quen ấy, cứ hung lần đầu là con dậy chứ mà bắt nhịp vô cái là con quen liền. Quen liền. Rồi bây giờ nè, sau đó rồi có cái chuyến đi xa nào rồi mấy đứa coi như là vượt quá giới hạn không? Dạ sau đó thì không đi xa nhưng ở gần cũng vượt quá giới hạn luôn. Ở gần cũng vượt luôn. Đâu kể cho nghe coi cái chuyến đằng cái sau. Cái chuyến đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm gì đó. Thì ở dưới đó thì buồn buồn nó rủ vợ xuống chơi.
thì lúc đó hai đứa thì chưa đi quá giới hạn lần nào. Bữa đó thì hai đứa đi club, trong lúc nó không gọi club nhưng nó giống một quán cà phê nhưng mà mở nhạc DJ vậy đó. Sau đó thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bowl mà cái loại chai trong bowl úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh ơi cái đó uống có được không, cái con mới nói được cái sao không thử đi anh uống vài. Bữa đó kêu bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá, cái mừng mừng trong bụng rồi. Cái xong rồi cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng, mấy lần trước thì bình thường rồi này, cái tự nhiên kêu anh em nóng quá, cái rồi nóng quá rồi bữa đó không mặc đồ luôn. Cái rồi làm, nhưng mà cuối cùng về con mới biết là không phải là cô này bị xỉn. Cũng say nhưng mà là say tình đó, đúng không? Chú say bia, chú một chai bia úp ngược thì làm gì xỉn đúng không? Đó. Rồi và sao rồi đó? Hôm đó có bị lỡ kế hoạch không? Dạ không, bữa đó dạ. Chưa bị lỡ kế hoạch. À, cái đó là về vợ con có nói với con một câu là em nói cho anh biết, tức là sau này cứ mới nói em nói cho anh biết. Hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Tôi mới là gà nè. Em muốn nuốt, hồi nào em nuốt. Cái xong lúc đó con chỉ trả lời một câu thôi, phận trai 12 bế nước biết làm sao bây giờ. Trao cho em luôn đó. Bao lâu thì mà mai đứa mới đám cưới? Kể từ dạ. Buổi tối đêm mấy? Dạ cuối 30 tháng 4. Dạ thì... Dạ. Sau bữa đó thì có một cái một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung đến đám cưới của một đứa em họ. Thì tới đó thì con cũng mạnh dạn giới thiệu với tất cả mọi người là đây là bạn gái của con, để giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cùng biết, nói chung là công khai để mọi người được biết. Thì sau đó về thì hai đứa gia đình ưng liền đúng không? Dạ, hai đứa tính toán đến chuyện quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ. Rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vỡ kế hoạch. Dạ không, kế hoạch thì vẫn theo kế hoạch. Còn còn cái chuyện có em bé thì nó cũng là theo kế hoạch luôn. Dạ. Tức là đã xác định cưới vào cái dịp đó. Sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả để tại vì cũng xác định là cũng tuổi cũng không còn nhỏ nữa, thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi và thả luôn. Dạ, thả luôn. Như vậy thả là luôn. Sau ngày cưới là như là mới có bầu hay là trước ngày cưới luôn? Trước ngày cưới là nhưng mà tại vì xác định luôn là thả luôn. Tại vì tuổi lớn rồi cho nên là cứ việc thả có cũng được mà không có là tính tiếp. Dạ. Ý là nhưng mà là khi mà phát hiện có bầu thì là hai vợ chồng vui không? Dạ vui. Vui chứ. Xác định rồi đúng không? Vui chứ, bởi vì nghĩ là mình lớn tuổi rồi. Mình cần phải nghĩa là bây giờ cứ thả thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì cũng suôn sẻ quá. Như lại có cái lý do nào nữa không ngoài tuổi tác? Dạ. Tại vì mẹ con thì kiểu như là cũng ngại về mấy cái chuyện mà bầu trước cưới á. Dạ. Nên là khi mà con có bầu á, cái con cũng nói với mẹ. Cái mẹ nói là sao không để lên tới ngày cưới rồi hả ấy. Dạ. Cái con mới nói là kiểu như tuổi con cũng lớn rồi á, với lại mà mình có bầu với chồng mình chứ đâu phải có người khác đâu mẹ lo. Cái mẹ cũng xui xui theo. Chứ mẹ con cũng lo là sợ là bầu trước rồi sợ bên đàn trai kiểu như là không cho đi vô bằng cửa chính á. Dạ, kiểu vậy. Có nghĩa là tụi con, cái tình yêu của tụi con nó suôn sẻ từ những cái ngày đầu cho đến lúc cưới luôn. Dạ. Có gây lộn, có kiểu như có lúc nào mà giận hờn mà đòi chia tay chia chân gì không? Dạ có giận hờn nhưng mà chia tay thì chắc là không có. Nhưng mà giận hờn thì chỉ nói cái kiểu câu như mà được thì được, không được thì thôi. Chứ không có nói là chia tay đi hay gì hết. Thì có lần đó là bữa đó là mùng 3 Tết thì hai chồng có gặp nhau xong rồi tới mùng 4 là có giận nhau. Sau khi giận nhau thì cũng vì những lý do đơn giản thôi, là tại vì không hiểu nhau thôi, những cái thói quen sống rất là nhỏ rồi. Sau đó hai chồng giận nhau, cái xong rồi chừng khoảng được chưa đầy ngày đó thì làm hòa. Cái vợ con mới nói là chia cái đợt này em tưởng là chia tay rồi, sao em lo ghê, không biết là lỡ mà sau này có chuyện lớn hơn thì sao. Cái lúc đó con mới nói là thôi, đằng nào cũng vậy thì thôi, giờ mình
anh cũng sợ là hai đứa mình xa lắm, xa nhau lắm. Thôi giờ tính toán là chuyện tới khoảng 2-3 tuần nữa mình cũng đi bỏ rượu rồi. Thì thôi mình thả luôn, là vì cái lý do đó nên hai vợ chồng mới tính cái chuyện là thả có con luôn. Thả con luôn. Dạ. Rồi. Đó là một cái dấu mốc là hai vợ chồng suy nghĩ là để gắn kết hơn. Là biết trước luôn đó. Dạ. Là biết trước đó luôn. Dạ, nhưng mà có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có. Sau này con mới điều tra ra là cái thời điểm nào dính. Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Ừ. Dạ con đi chọn nhẫn cưới xong rồi hồi đó lén mẹ chứ đâu có cưới đâu đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Có đi thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á. Cái nắng quá cái nói vợ chứ em ơi nắng quá đi chỗ nào mình làm tí đi. cái câu chuyện là tới bây giờ con nhớ còn mắc cười là hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó, cái sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi một tiếng thôi nha em, đúng một tiếng thôi nha. Cái xong con nhớ là chui vô nhà nghỉ trong cái hẻm trong tút trong sâu á, bà chủ bà nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái xong rồi chui trong nó, cái thằng trả tiền trước luôn. Bà lấy tiền trước luôn, kêu còn ở 1 tiếng thôi cô ơi. Cái xong hai chồng mần xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi đang ngủ quá trời ngủ, tự nhiên cái mê man cái bà đập cửa đúng. Ê, hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà bị ta đuổi ra vì hết giờ. Ai biết trả tiền trước thì không trả tiền trước đúng cho giờ. Phải đi về thôi để ta còn tiếp khách khác rồi, đúng giờ đó. Là lên đường cái đó. Xong cái xong rồi sau này khi mà về con rà lại con tính mới, toán lại dạ mình biết là cái thời điểm đó là có bầu, cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi. Bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa dữ quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Dễ thương. Lý do chính đáng. Lý do chính đáng một. Mất hồn rụng trứng rớt bẹp. Rồi. Trời ơi này vui quá. Ừ. Thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, cái này mới đúng là cái format. Phần dạ. Mà chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà dạ, đúng không? Dạ con coi, con thích chương trình này. Dạ. Con thích chỗ này không? Dạ. Con thích cái đoạn này không? Dạ thích. Đó. Bây giờ con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con hả, là chỉ có đói bụng á thì quạo thôi, quạo nhìn mặt đói bụng. Nghiêm lắm. Dạ. Xấu đói. Dạ, xấu đói tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là cái nó xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay này là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói, nên nãy vợ con có quốc trong hộp cơm rồi. Cái chồng giờ nó lên bởi vì nó vui đó chị. Nó vui đó chị không? Mà bây giờ nó vui quá trời. Chồng nãy giờ mà nó bạo lắm á. À. Rồi, rồi xấu tính đói nè. Dạ. Hỏi gì nữa? Dạ với lại kiểu là gấp tính ảnh thẳng thắn á, anh gấp ý thẳng quá, là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì cái ảnh nhắc là ảnh có mặt mẹ đó, ảnh nhắc luôn là ảnh không hài lòng gì thì ảnh nhắc luôn có mặt mẹ đó. Cái con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á, là kiểu như vợ chồng về không thích gì không được gì á thì nói nhau biết hiểu nhau chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. Dạ, con không thích cái đó thôi. Dạ. Có nghĩa là nói trước mặt mẹ. Dạ, về nói những trước cái mặt tính của vợ. Nói trước mặt người khác. Dạ. Nói chung là như vậy. Dạ. Đúng không? Dạ. Gọi gì nè? Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Dạ đào hoa. Có ghẹo gái không? Dạ cũng có ghẹo nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Không sao đúng không? Dạ. Mà có bao giờ mà ghẹo gái trước mặt vợ không? Dạ có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đã gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái bé nó gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái bé nói anh đang làm gì vậy, cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái bé hỏi nằm với ai, cái nó nằm với vợ, cái nhỏ nó ách đù. Xong tắt máy luôn, còn chưa kịp nói gì. Hai vợ chồng cứ cười vậy. Nghĩa hả? Dạ, nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi là lén lút mà gọi là vui thôi. Hai chồng thì cũng sàm sàm vậy chứ không tánh con hay sàm. Ông ghẹo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn. Dạ. Ghẹo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì
vợ cũng hay nhạy cảm á, nên là con cũng không có bao giờ đùa giỡn kiểu đó nữa. Thôi bỏ đi, dạ. Bỏ đi, không vui. Nó cũng không có gì là hay ho nên không. Hay. Dạ. Đúng rồi, hay á. Dạ. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Ờ. Dạ. Còn đói thì con khắc phục được, đừng để ảnh đói là ảnh sẽ không bỏ. Đó khắc phục đó. Dạ. hay. Rồi bây giờ tới con đó, xô. Dạ. Con thì vợ con chỉ có tật duy nhất là mà con cảm thấy là con hay khó chịu thôi, là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào luôn. Buông ra cái ngủ. Dạ, buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Tức là ngủ rất mê ngủ luôn. Vợ con thì có cái tật đó là, tức là con đi đâu xa thì hay nhắn với con là anh đi tới nơi, anh nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em nha để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi, con nhắn lại cái em ơi anh tới rồi. Cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Nhiều lúc con, lúc thời gian lúc đầu á, con phải suy nghĩ trong đầu thôi. Rồi, cô này đâu có yêu mình đâu. Nói lo cho mình, để đỡ lo mà ngủ tới sáng, cái đâu có lo, đâu có suy nghĩ gì đâu. Ảnh hay nghĩ vậy á cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh, là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kíp nên là con phải cần ngủ á, ngủ để vô việc rồi. Làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết, chứ đâu phải là đã thức rồi nhắn tin ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con. Vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là phải như này phải như kia để cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy. Nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Thì cái yêu cầu suy nghĩ nó hơi kỹ một xíu chứ không có sơ sài được. Ví dụ như đi tới nơi, con đi tới nơi thì con luôn luôn là anh em ơi anh tới rồi, hay là giờ này anh làm cái gì đó, hay gọi video vào cho vợ để nói cho vợ biết là mình đang làm cái gì, đang